Xin chào, hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về cái màn hình của con Game Boy Advance. Đối với một số bạn thì bạn có thắc mắc hỏi là nếu như mình mua sưu tầm thì mình nên mua sưu tầm máy nào? Và nếu như mà mình chơi thì mình chơi mấy nào? Thì mình sẽ trả lời luôn cái câu hỏi này cho các bạn. Là nếu như các bạn chơi, chơi game nha, thì các bạn nên chọn máy Game Boy Advance đã độ màn hình IPS còn nếu như các bạn sưu tầm thì các bạn nên sưu tầm máy RIN nguyên bản Bởi vì cái máy RIN nguyên bản thì nó sẽ có giá trị theo thời gian hơn Và RIN nguyên bản là phải RIN toàn bộ luôn RIN từ màn hình, từ vỏ, từ các cái nút bấm, từ loa Tất tật nói chung là từ đầu đến cuối RIN Thì kiếm được cái máy như gì rất là khó thì các bạn giữ cái máy đó để sưu tầm Còn nếu như các bạn muốn đồ thì các bạn chỉ cần mua một cái máy xấu thôi ngoại hình xấu cái men còn tốt sau đó các bạn về độ màn hình IPS các bạn độ bàn phím độ loa đồ độ vô thì nó sẽ sẽ ngon hơn rồi để mình minh chứng tại sao các bạn nên chọn cái điều đó nha thì các bạn hãy quan sát ở đây có trên tay mình đó là cùng một cái game cái game The Sim ha thì cái game The Sim này là phiên bản sim người còn cái sim này là sim sim pet ha sim thú nuôi á đó. đó. các bạn có thể thấy rằng ngay từ cái màn hình ban đầu khi mà mình đã khởi động lên đó, thì các bạn thấy là cái độ sáng của cái con màn hình din này nè. Nó không thể nào bằng được cái độ sáng của màn hình cái con độ IPS. Ở đây nó còn có nhiều cấp độ sáng nữa nha. Cái máy này của mình nó có đến 15 cấp độ sáng nè, đó. Thì mình chỉ cần bấm vào đây thì nó cứ cảm ứng được. Rồi các bạn nhìn thấy cái góc nhìn của nó không? Đây nè, đó, các bạn nhìn cái cái góc nhìn nè. Thì cái máy IPS lúc nào cái góc nhìn của nó nó sẽ rộng hơn ha. Nó phủ màu tốt hơn. Còn cái màn hình din đó các bạn thấy nè. Đó, các bạn chỉ cần để thôi. Nghiêng dọc thôi. Rồi các bạn để sang trái, sang phải các bạn sẽ thấy rằng là cái độ phụ sáng của nó rất là yếu. Do đó là mình sẽ rất là khó quan sát ha. Và khi mà mình chơi game á, thì cái điều quan trọng nhất đó chính là cái cảm xúc. Cái cảm xúc mà cái game nó mang lại thì nếu như mình chơi cái màn hình ring như thế này nè. Thì các bạn thấy rằng là mình cần phải có đủ ánh sáng nha. Tức là mình phải sử dụng một cái nguồn sáng bên ngoài. Có thể là do bóng đèn hoặc do ánh mặt trời thì mình cũng có thể chơi được. Còn đối với cái màn hình IPS này á, thì các bạn có thể chơi trong bóng tối vẫn được không sao hết. Đó. Chắc có lẽ là ngày xưa người ta cái công nghệ và có một điều là người ta không muốn cho trẻ em chơi trong bóng tối nên là chắc người ta tạo ra cái màn hình này để cho khi mình muốn chơi game là mình phải ra ngoài sáng mình chơi. Còn với cái màn IPS này á, các bạn có thể vào trong bóng tối các bạn chơi được. Nhưng mà như các bạn đã biết rằng là mình chơi game trong bóng tối á, thì nó sẽ rất là hai mắt ha. Các bạn buộc phải có thêm một nguồn sáng bổ sung nữa thì như vậy nó sẽ đỡ hai mắt hơn. Đó. Thì đó chính là cái màn hình là không có IPS cái màn hình này nó có miếng phân cực ở phía sau đó. đó thì bạn thấy rằng là cái màn hình này nó rất là tối nó theo cái góc nhìn thì nó bị hạn chế ha các bạn có thể nhìn trực diện thôi nhưng mà ở một cái ưu điểm của cái màn hình này nè mình nói luôn nè đó là cái việc sử dụng pin của cái màn hình này nó rất là tiết kiệm do đó các bạn sử dụng cái cặp pin này nè các bạn có thể chơi được trong rất là nhiều thời gian nhưng mà đối với cái máy màn hình IPS này thì nó ăn điện rất là nhiều do đó là các bạn phải mua một cặp pin sạc ha cặp pin sạc này và các bạn sạc chơi xong các bạn sạc thì như vậy tuổi thọ nó sẽ lâu hơn đó thì đây chính là cái cặp máy Game Boy Advance một cái máy này là sử dụng màn hình Zin và đây là sử dụng màn hình IPS độ thì mình muốn giải thích thêm cho các bạn để các bạn hiểu và các bạn có cái sự lựa chọn cho mình đó mình chơi game thì mình sẽ chọn cái máy độ màn hình còn mình muốn sưu tầm thì mình nên chọn cái máy riêng đó, đó chính là cái mà mình khuyên các bạn nên như vậy còn lại thì theo thời gian các cái nút bấm của nó rồi các cái bản mạch của nó cũng sẽ bị có phần hen rỉ loa nó cũng sẽ yếu đi ha thế thì nếu như mà mình sử dụng cái máy mà mình độ chế lại theo thời gian như bây giờ thì mình nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn ví dụ như loa nó cũ rồi thì mình có thể thay thế đi cái gì cũng gì thôi cái này nó hai mươi mấy năm rồi chắc chắn nó sẽ không ngon bằng cái mình thay thế vào được và cũng phải rất cảm ơn những cái người thợ kỹ thuật ở bên trung quốc á. người ta đã làm sống lại cái hệ máy huyền thoại này bằng các cái phụ kiện hiện có và trên thị trường các bạn có thể lên youtube các bạn xem người ta bán cả một cái main sau đó trên cái main nó nó có cả cái đèn led luôn thì khi mà mình chơi game á, thì cả cái máy nó sáng lên nhìn rất là đẹp và màn hình nó sáng hơn hẳn thì nó sẽ tạo nên cho một cái cái máy game nó có một cái chiều sâu hơn. cái màn hình thì nó sẽ sáng hơn và ở đèn nền dưới này thì nó cũng sáng nó làm cho cái máy game của mình tăng thêm cái phần trang trí đó và tất nhiên thì khi mà mình càng độ nhiều thì nó sẽ càng ăn điện nhiều hơn bởi vì vậy nếu như có thể thì các bạn nên luôn độ thêm một cái cục pin sạc Type C si đây này thì nó bán cái phiên bản plug and play đó có nghĩa là các bạn như việc cấm vô đây thôi thì giá nó khoảng 620 ngàn đó nó đổi cái giá máy lên rất là cao nhưng mà các bạn sẽ có những cái trải nghiệm tốt nhất đối với cái hệ máy Game pin này đó thì hôm nay mình làm review để mình nói thêm cái nội dung này để các bạn có thể tìm hiểu thêm nha rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi